Chụp hình chung thì đi ăn chung được. Một quán ăn lai rai, giá rẻ, món ngon mà ông chồng con vô tình coi được trên TikTok. Quán nhận không gian mở ngoài trời, lên lầu sẽ là rooftop, sẽ xe lạnh, tưởng như đang ở Đà Lạt á. Mỗi thứ 3, 6, 7 sẽ có DJ đánh nhạc chiêu chiêu. Không biết các món khác sao, chứ các món con gọi trong clip á, đều được nhân viên recommend và con thấy ngon, nên mọi người hãy ăn thử nha. Đầu tiên là salad bụng cá hồi, chồng con ổng lười ăn rau lắm mà hồi ông ăn sạch cái dĩa này luôn. Bắp bò Úc cháy cạnh, sốt truffle dùng kèm lá rocket, bò mềm, không bị dai, nhai đỡ mỏi miệng, thấm sốt đậm đà nhưng không bị mặn. Hủ tiếu mềm áp chảo hải sản sốt XO, ăn vô cái nhóm mấy sạp hủ tiếu trong chợ Thái Lan ghê. Cái vị này con ăn bên Thái về xong kiếm ở Việt Nam hoài mà giờ mới có quán làm cái vị gần giống như vậy. Món ngon và đáng thưởng nhất bàn là xét hải sản tổng hợp này, rất tươi và không bị hôi. Cái nết con là bị viêm ruột nhưng mà lại thích ăn mấy món đồ sống chua cay này nè. Lúc nào đi ăn quán khác gì cũng bị đau bụng hết đó mà riêng ở đây về thì thèm. Nhưng mà góp ý với quán là làm đỡ mặn lại sẽ ngon hơn nhiều nha. Pate gan ngỗng nướng ăn với bánh mì bơ tỏi, pate ngon không có từ nào diễn tả được luôn á. Lúc này con no lắm rồi mà vẫn ráng ăn để không để sót lại miếng pate nào. Trái ngược với pate ăn hoài không hết á thì cái xương ống tủy bò này ngon thiệt mà quán cho ít quá à, ăn không có đã. Cuối cùng là sụn gà chiên sốt xả tắc. À góp ý thêm với quán là quán nên đặt cái chuông ở bàn ở trên lầu nha, để khách gọi dễ hơn á, chứ còn phải kêu 2-3 lần nhân viên ở dưới mới nghe á.